Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc một dòng địa hình Gian ATX Pro đầu tiên về tại cửa hàng Kiên Xe Đạp với mức giá chỉ trên 6 triệu thôi, nhưng mà sử dụng cấu hình full bộ chuyển động của DR. Vâng. Bây giờ em sẽ đi vào đánh giá tổng thể chi tiết xe. Vâng, và chiếc ATX Pro này, Gian ATX Pro có lớp sơn màu đỏ. Lớp sơn khá là mới các bác nhé. Đây, em sẽ lướt qua lớp sơn đỏ đen. Đây là màu xe rất được yêu thích tại cửa hàng em. Lớp sơn đen lì các bác nhé, rất là khỏe. Vâng, và đây là những gọi là những thương hiệu về linh phụ kiện của chiếc xe này. Các bác có thể thấy đây là Chubati, lốp xốc, Avis, đây SRAM đều là những đồ linh kiện của Mỹ. Vâng. Ví dụ đây là cọc yên Chubati, thì đây họ cũng ghi Chubati ở đây. Người ta liệt kê hết và người ta gắn vào khung. Và theo em tìm hiểu thì chiếc xe này không có bán tại những cửa hàng tại Việt Nam. Đây, chiếc xe xuất sang thị trường châu Âu, Gian ATX Pro. Các bác có thể lên Google và search thêm về chiếc xe này. Đây là hình chữ yên, khá là mới. Em đánh giá chiếc xe này trên 90%. Đây lốp Michelin này, hãng làm lốp rất là nổi tiếng mà. Đây bộ chuyển động cao cấp Shimano DR. Vâng, đây là đường link chính hãng của chiếc xe này. Các bác có thể đánh đường link này và search thêm về chiếc xe này, Gian ATX Pro. Em sẽ quay rõ đường link. Xe màu đen đỏ rất là đẹp các bác nhé, hình thức rất là mới. Đây đùi đĩa 3 tầng. Đây những bụi bẩn chưa phải xước, chuyển xe em sẽ lau hết đi. Xe mới về. Ghi đông cổ phốt của Chubati. Còn hãng này rất là nổi tiếng rồi. Em đã giới thiệu của video trước. Đây cặp cặp phanh Avis của Mỹ. Đây các bác có thể thấy logo nhôm của hãng Avis đây, hãng làm phanh. Logo nổi nhôm. Rất ít xe của hãng Gian làm logo nổi nha. Vâng, và đây là tay nắm Pro Farm và nguyên cọc lành và Mayer cũng của hãng. Đây là hãng rất là nổi tiếng của Mỹ. Đây là
tăm lá hẹ các bác nhé, tăm dẹp này. Chiếc xe rất là đẳng cấp và giá lại cực kỳ tốt cho các bác yêu thích những dòng địa hình đồi leo núi. Giảm sóc rất mới luôn đấy. Giảm sóc của lớp sốc của Mỹ. Hai bên tay bấm xả của Shimano đều đi. Đây các bác để thử bên này bên lít, bên này bên lít. Cái xe được xuất sang thị trường châu Âu. Vâng, và bây giờ sẽ đo size. Tại khung xe thì khung ghi size, bây giờ sẽ đo. Vâng, và xe có size là 44. Của các bác từ 1m6 đến 1m7 có thể đi vừa chiếc xe này. Đây hình thức lốp. Lốp của rất là mới, lốp của Michelin. Hạng lốp rất là uy tín rồi. Hình thông số lốp là 26 x 1.75. Vâng. Cầm lá hẹ. Máy Propam. Đây, nhìn con thạch sùng này. Sẽ test chuyển động các bác xem. Vâng, lên lít. Sử dụng nguyên bộ group của Shimano DOD. Chuyển động rất là tốt các bác nhé. Vâng. Sử dụng nguyên bộ chuyển động gần như trùng cuối của dòng địa hình này rồi. Rất tốt. Sang bên đĩa. Đường đĩa. Sử dụng bộ đường đĩa 3 tầng. Lên đĩa. Và chuyển động rất là tốt thôi. Rất ngon xe. Còn phanh rất là an. Sử dụng bộ phanh đĩa của Avis. Một hãng làm phanh của Mỹ. Vâng. Xe quá nhiều thứ đẳng cấp. Vâng, và chiếc xe Zanatrix Pro đang được bán tại cửa hàng Kiên Xe Đạp với mức giá 6.500.000. Sử dụng rất nhiều linh phụ kiện nhập chính hãng nước ngoài. Vâng, và hiện tại chiếc xe đang được săn bán tại cửa hàng Kiên Xe Đạp. Các bác hãy nhắn tin Zalo 0975 709 943 để xem những hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe này. Vâng, hoặc lên YouTube tìm Kiên Xe Đạp, nhấn theo dõi kênh và nhấn vào chiếc chuông để được thông báo về những chiếc xe đẹp nhất về tại cửa hàng em. Vâng, xin chào và cảm ơn các bác theo dõi video. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bạn thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ đấy. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây, Kiên Đồ Cũ đó, lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, nhấn đăng ký theo dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.